Một món ăn nấu rất là nhanh gọn, đó là gà râm gừng hay là gà kho gừng. Và nếu như chị em và các bạn thích món này, mình nấu để ăn cơm hoặc là để ăn xôi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu nha. Để làm món ăn này, mình sẽ có một tiếp sả, gừng một nhánh, và mình nên lựa gừng non. Đây là cái gừng non nè, là phía bên dưới cái gừng nó già, còn cái đọt này lên trên đây nè, nhánh nhỏ nó là gừng non. Bởi vì nếu như mà mình lấy gừng già nó sẽ bị sơ, đồng thời nó vừa đắng mà vừa cay nữa. Mình lấy gừng non thì mình ăn được nhiều gừng mà không bị cay. Rồi có ớt, có 2 thép tỏi, 8 gram, 30 gram củ hành tím. Gà mình sẽ đi rửa với muối và nước ấm để cho sạch. Gà ta hoặc là gà công nghiệp, nhưng mà nếu mà là gà công nghiệp thì mình nên làm với lại cánh gà hoặc là đùi gà. Ở đây là 700 gram đùi gà. Bây giờ mình đi rửa nha. Gà sau khi mình cạo rửa sạch, anh chị em và các bạn nhớ là mình lấy dao mình cạo cho sạch nha, bởi vì cái da gà nó dơ. Sau đó thì mình để cho ráo nước, mình không có máy xay thì bầm cũng được luôn. 70 gram gừng, mình lấy 5 gram mình xắt lát, và trước khi bầm nhuyễn thì mình sẽ giã để cho nó ra cái tinh dầu đó. Một tép tỏi thôi, còn một tép chút nữa mình phi mình sẽ cho vô sau nha. Hành mình sẽ lấy một nửa cũng đập ra, sau đó thì bầm nhuyễn. Món ăn này rất là hợp vào những ngày mùa đông, bởi vì là ăn gừng nó ấm á. Những cái này chút xíu nữa mình sẽ bầm sao nè. Tùy thích anh chị em và các bạn có thể cắt sao cũng được nha. Cắt vừa ăn đây. Mình sẽ cắt bỏ cái đầu này. Cái phần chân sẽ ăn không được, vậy đó mình cắt ra. Đấy, cắt ngay cái khớp. Mình hay sử dụng kéo cắt cho nó tiện, bởi vì nếu mà lấy dao mình chặt đó thì nó rất là văng, do đó sử dụng kéo cho nó tiện hơn. Cắt cái này ra làm hai luôn. Nếu như mình thích nhỏ hơn cũng có thể cắt nhỏ nha. Rồi tiếp tục cắt cho hết. Cái này mình sẽ cắt làm tư. Kéo này nó bén lắm, mình cắt rất là thích. Rồi sau đó thì mình sẽ cho hành, tỏi, gừng, cho hết vô nè. Một muỗng canh đường, một teaspoon muối, đó là một muỗng cà phê hơi vuông xíu, một teaspoon bột nêm rau củ quả, trộn đều lại và mình ướp ở đây. Nếu có thời gian ướp lâu hơn thì cũng có thể ướp 20 phút nha. Đây là món ăn nhanh mà các chị hay hỏi mình khuyên là nên làm món gì để bổ sung vào các món ăn thường ngày đó, thì mình khuyên chia sẻ cái món này. Cái món này thì hồi xưa ở nhà má hay làm lắm. Rồi tiếp theo gừng cũng cắt sợi luôn. Trước tiên mình cắt lát, xong mình sẽ cắt sợi. Tỏi thì mình sẽ bằm nhuyễn. Và toàn bộ cái này mình để riêng, bởi vì cái thời gian chín của mỗi cái là khác nhau đó. Nếu như mà ớt cay thì mình sử dụng ít hơn nha. Cái này là ớt không cay, mình khuyên cho khoảng một trái. Ớt không cay tức là ớt sừng mà mình mua loại không cay đó. Rồi tiếp theo sả, mình bằm nhỏ luôn. Có bạn hỏi mình khuyên thì ở những nơi mà không có mua được sả nè, thỉnh thoảng mới mua được á, thì sẽ làm sao, thì tức là mình sẽ cho vào trong lon đá giống như cái này. Mình mua xong rồi mình không có sử dụng hết thì mình sẽ cho vào trong lon đá luôn, để khi nào mình cần làm lấy ra thì mình làm luôn. Đã xong ở đây, cho vào chảo 2 tablespoon dầu ăn, tức là 30 ml. Vì là sả nó hút rất là nhiều dầu, do đó anh chị em và các bạn mình có thể cho nhiều dầu vô
Sau đó nếu mà mình nấu xong mà nó có dư đó thì mình đổ ra nha. Chứ không thôi là cái sả nó sẽ bị khô lắm, cũng như là cái phần hành phi tỏi nó khô. Mình cho khoảng 30ml nha. Sau đó thì cái nào mà lâu chín nhất, tức là trước tiên là hành. Đã qua cho hành nó chín rồi thì mình mới cho tiếp là sả. Cũng đảo sả qua luôn. Sau đó thì mình mới cho gừng. Lưu ý là cái thời gian chín mỗi thứ nó khác nhau đó, do đó mình cho theo thứ tự nha. Ớt và tỏi cho vào sau cùng. Nếu trong trường hợp anh chị em và các bạn thích nghệ thì mình sẽ cho nghệ, nhưng mà hôm nay mình sẽ làm cho nó có cái màu nâu cánh gián, do đó mình sẽ làm nước màu. Cái này mình sẽ cho ra ngoài tô. Và nhìn mình thấy nó hơi rám như vậy nè, nó nâu nâu rám vậy là được. Rồi lấy toàn bộ ra hết, chừa cái phần dầu lại. Cho vô 10g đường, tức là muỗng canh đường, 1/2 muỗng canh nước, để cho đường tan. Chờ cho lên màu nha. Nếu như anh chị em và các bạn đã có làm nước màu rồi á thì mình khỏi phải làm như vậy. Mình chỉ cần múc ra rồi mình ướp vào trong gà thôi. Còn cái này là làm cấp tốc, mình làm ít. Nếu mà muốn làm nhiều thì hôm trước mình khuyên đã chia sẻ một cái video đầy đủ chi tiết cách làm nước màu rồi. Chị em và các bạn có thể tìm lại món ăn của mình khuyên chia sẻ bằng cách là mình gõ tên món ăn, rồi sau đó mình để thêm cái tên vành khuyên phía sau nữa, có dấu hoặc là không dấu đều được. Và hiện tại cho đến tháng 12 này là mình khuyên đã chia sẻ 500 món ăn rồi, và rất là nhiều các món ăn khác mình khuyên sẽ lần lượt chia sẻ theo yêu cầu của một số rất là đông các anh chị em và các bạn nha. Và nếu như mà mình có món nào mà yêu cầu chưa được đáp ứng thì cố gắng chờ, mình khuyên sẽ tranh thủ chia sẻ tất cả. Rồi bây giờ lên màu như vậy được rồi, mình sẽ hạ lửa. Lưu ý là đừng có để lửa nên nó cháy đó. Bây giờ nó rất là nhanh nè, mình hạ lửa rồi mình cho từng miếng gà vô. Cho hết toàn bộ tỏi, ớt. Rồi bây giờ mình sẽ mở lửa lại nha, để cho nó không có bị cháy đâu. Mình sẽ mở lửa thật là lớn, sau đó cho vào đây 70ml nước để mình tráng cái thau ướp của mình nè. Rồi cho vô hết luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lật chở và nấu. Cái này mình sẽ nấu trong vòng 15 phút là nó chín đó. Do đây là cái thịt gà công nghiệp, do đó nó rất là dễ chín. Sau khi mình nấu được 2 phút, bây giờ mình sẽ hạ lửa xuống. Mình để lửa trung bình thôi và đậy nắp lại, mình nấu cho cái này nó chín. Mình sẽ nấu trong vòng 10 phút ở cái lửa trung bình, đó là bếp có 9 số, mình để số 6 nha. Sau khi nấu được 5 phút, mình mở nắp để trở thịt lại. Bây giờ nhìn đã thấy thịt nó lên màu đó. Mình trở lại nha. Sau khi trở lại xong thì mình sẽ nấu thêm 5 phút nữa. Và để cho nước nó cạn, mình sẽ mở lửa to lên. Và lúc này mình sẽ nêm thêm nước mắm, nêm thêm bột ngọt. 1/2 muỗng canh nước mắm, tức là khoảng 1 teaspoon thôi. Và nếu như chị em và các bạn mình có ăn bột ngọt thì cho 1/2 teaspoon bột ngọt, tức là khoảng nửa muỗng cà phê. Sau đó đậy lại
mỗi lửa thật là lớn, mình nấu trong vòng khoảng 3 phút hoặc là 5 phút cho đến khi mình kiểm tra thấy là gà nó chín mềm nha. Cho gà sôi mạnh luôn. Sau khi mình nấu được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Màu rất là đẹp luôn. Và mình trở lại sau đó mình lại đậy nắp lại, mình nấu thêm khoảng 2 phút nữa cho cái phần thịt nó chín kỹ và đồng thời nó lên màu đẹp. Và nhớ là mình vẫn để lửa lớn rất là lớn luôn nha, cho nó nhanh cạn nước á. Đây, đậy lại nấu 2 phút nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra sau 2 phút nha. Và mình nhìn vào, mình thấy phần thịt nó chín rồi. Và lên màu rám rám nè, đẹp chưa? Bây giờ thì mình mới cho cái phần tất cả cái, và mình nấu cho đến khi nó sệt lại như mình mong muốn. Nhìn hấp dẫn chưa? Cái màu nó hơi nâu nâu lên. Và thịt thì nó rám nè, rất là ngon. 2 phút nữa mở nắp để cho nó cạn bớt nước. Và vẫn nấu ở lửa lớn luôn, bởi vì là thịt gà này là cái gà công nghiệp, do đó nó nhanh chín lắm. Nếu mình nấu lâu quá là nó sẽ bị mềm, quá mềm. Do đó anh chị em và các bạn nếu nấu gà ta thì thời gian nấu mình nhớ là cho lâu hơn một chút nữa so với gà này, tức là thêm khoảng 10 phút nữa. Và bây giờ thì được rồi. Tắt lửa và mình sẽ cho thịt gà ra dĩa. Khi ăn mình nhớ là mình múc ra dĩa là mình bỏ đi cái phần mỡ nha. Bởi vì ở đây mỡ gà rất là nhiều và mình nấu sệt như vậy nè thì cái phần mỡ gà nó sẽ tách ra so với lại cái phần gia vị. Cho đó mình lấy ra rất là dễ. Và bây giờ mình khiên cho ra đĩa luôn. À, mình sang cùng với cơm hoặc là với xôi cũng đều ngon. Gà kho gừng hay là gà ram gừng của mình đã xong. Mình khuyên chúc anh chị em và các bạn nấu thật ngon, ăn thật ngon món này nha. Và bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Món này ăn với cơm rất là ngon luôn. Và mình sẽ nhớ bỏ đi cái phần mỡ, mình chỉ lấy cái phần nước mà mình kho nó ra thôi nha. Rồi xong rồi. Gà này, mình nấu xong cái món này thì thịt gà nó dai, nó không có bị bở. Như là mình nấu cái món nước hoặc là mình luộc thì không có luộc bằng gà này. Nhưng mà khi mình ram hay là kho mà dạng như khô khô đó, thì món gà này rất ngon luôn. Đây, màu sắc hấp dẫn chưa? Và mình sẽ ăn cùng với cơm nha. Và cơm thì ăn gạo hơi dẻo dẻo nó mới ngon. À, xin mời anh chị em và các bạn ăn cơm với lại món gà ram gừng.